gọi nó là con heo. Ba mua cho nó cái vòng cổ nhưng mà có vẻ là nó không thích đeo. Bụng béo và đầu tí teo, thấy con mồi liền dí theo. Thích lộn mèo, thích leo trèo, giờ té dập đầu nhìn mặt mèo héo queo. Có nói gì nó cũng chẳng thèm nghe, nó chỉ biết nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Nó bắt đầu là dáng cỏ thằng lằn, đem tha về phòng như muốn khoe. Hết ngáp rồi liếm láp, nó ăn nó cắn xong đi tìm bãi đáp. Đôi khi là sau cửa hay ngay giữa cái láp. Con mèo ở trong nhà, 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 chẳng có ai sướng bằng con mèo ở trong nhà. Bao giờ thấy được mặt nó, chỉ xuất hiện vào đúng giờ ăn. Mỗi buổi sáng đều phải nằm với nắng, sau một giấc là bắt đầu đi săn. Địa bàn của nó là vườn hoa của mẹ, âm nhạc của nó là tiếng đàn của ba. Nó khoái gây chú ý, á hổng ra gạo, gần nó là may mắn nó sẽ cho ăn ba cào. Là mèo lười nhác khi mà gặp người khác, nó trốn như gầm tủ. Ba đôi khi điều mà ta ao ước là được giống như nó bình thản nằm ngủ. Nhưng biết đâu trong lúc đấy nằm trong một góc nó thầm nhủ, loài người quả thật là đáng sợ, cũng may cho mình không đi theo nhầm chủ. Ở trong nhà nó luôn được cưng chiều, hết kẻ bụng kẻ căng rồi tới cãi lỗ tai. Người nó dẻo như là kẹo cao su, lưng dài vai rộng thì đâu phải khổ sai. Nhưng nói mèo nghe để anh nói mèo nghe, chẳng cần mèo hiểu chỉ cần có mèo nghe. Anh cần mèo thay anh chơi với ba mẹ, nên đừng mè nheo mèo nha. Con mèo ở trong nhà, 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 chẳng có ai sướng bằng con mèo ở trong nhà. Bùi mình vào đống đồ của mẹ và sẽ làm mẹ cười bằng mấy trò nhõng nhẽo. Nó biết đúng giờ ba đi làm về, sẽ thấy nó đợi sẵn ở cửa và nghe giọng nó. Con mèo ở trong nhà, suốt thì nó chỉ biết có ăn không à. Con mèo ở trong nhà, cũng giống như mọi người ở trong nhà. Ai cũng thích hung hít đám con nít chứ đâu